Rồi, Đầu Câu Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em cần thủ đã đến với kênh Đầu Câu Trần Tiến nha quý anh em. Thì hôm nay với tất cả anh em hai mươi mấy cái mã hàng anh em mà. Thì đây nó có cần rút nè, tay nè, lăn xê hai khúc ba khúc nè anh em. ISO khoang nhỏ nè, Akada nữa nè anh em, đầy đủ luôn. Đó thì giá nói chung là cũng rất ok cho anh em. Anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại 0567 566 766 hoặc là 0588 887 889 nha anh em. Đó thì anh em nào mua thì cứ alo hoặc nhắn tin qua Zalo cho em nha. Đó thì anh em mua một mã là phí cước 30.000 toàn quốc anh em. Còn mua hai mã thì em sẽ free ship cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Ok cho anh em. Rồi thì anh em đi cần đầu tiên nha. Cây này cây cần mã có 507 anh em. Cây này cây cần Daiwa Shock nè. Shock Wim, độ cứng 23 m nha. Made in Korea anh em ạ. Thu gọn cây này chắc cỡ 2 4 6 70 cm. Khang bát Fuji nha, độ cứng 23 m thôi, thu gọn 70 cm. Cần đẹp lắm nha anh em. Cần mới tinh nè, đây có nó có chày. Chày nè. Cái này do cát á, kéo vô cát nó đóng anh em. Còn cái này mã số cho anh em 507 nha. Nặng 289 g, ngọn 2.3, góc 25.8. Mã 507 này giá 330, giảm cho anh em còn 208 thôi. 507 này giá 280.000 nha. Rồi tới 508 đây. 508 cái cần này cần rút cũng lỡ anh em, thu gọn nó 20, 40, 60, 65 cm thôi. 65 cm thôi. Đầu cứng cái này là 32S1 anh em, khoang bát Fuji. Đầu cứng 32S1 nha. Chất liệu cần nó là carbon anh em ạ. Đây. Khoang bát Fuji nha anh em. Ngọn là sợi tinh, góc 2 là carbon. Cần nói chung là khá là ok, còn đẹp khoảng 80% thôi. Rồi cái này mã cho anh em là 508 nha, nặng 181 g, ngọn 3 ly, góc 16.8. 508 này giá 500.000, giảm còn 450 thôi. 508 giá 450. Tới 509 nha anh em. Cây này cây gần tay nè. Dài của nó là 5m1 nè mà. 6m1 nha, dài 6m1. Chất liệu cần nó là carbon nè mà. Dài 6m1 nha. Đây. Cần nói chung khá là ngon anh em. Cần đẹp nha, mới đẹp. Còn đẹp khoảng 80% thôi. Ngoại hình nói chung có chày nè mà. Độ cứng cái này tương đương là tầm khoảng 3H thôi. Chày nhiều lắm nha. Cái này còn đẹp khoảng 70%, 60-65-70%. Nhưng mà chất lượng cần còn rất tốt nè. Nó chỉ vì chày lớp sơn thôi. Ngọn này dịu nha. Độ rút ra thẳng cần. Và cái này mã cho anh em là 509 nha. Nặng 252 g, ngọn 1.5 ly, góc 25.4. 509 này giá 500, giảm cho anh em còn 450 thôi. 509 giá 450. Tới 510 anh em ơi. 510 này cần hai khúc nè. Chất liệu cần của nó là cần cần này chất liệu bằng gì trời. À cái này chất liệu nó phíp anh em. Phíp pha carbon nha, nhưng mà tỷ lệ carbon nó rất là thấp, tỷ lệ carbon này chắc ở 20-30% carbon thôi. Khoang bát Fuji nha anh em. Cái này dài 2m7. Độ cứng cái này tương đương là 100. Ngọn đây thì nói chung là hơi dịu, cái đầu ngọn ha, khoảng tầm hai khoang hơi dịu, nhưng mà từ cái này xuống nó rất là cứng anh em. Độ cứng 100 mấy á, tùy anh em đánh giá nha. Cứng 100 đi, đó. Cần nói chung khá là đẹp nha. Rồi cái này mã cho anh em là 510 nha. Nặng 460 g, ngọn 3 ly 3, góc của nó 24. 510 giá 450 này, giảm cho anh em còn 400 thôi. 510 giá 400.000. Tới 511 anh em à. Một cây cần ISO biển nha. Khoang bát Fuji nè. Dài 3m3, hãng Nissin nha mà. Ngoại hình có chày nha. Cây này á, cái ngọn nó bằng sợi thủy tinh, nên cái ngọn nó rất là cứng nha anh em. Đó, ngọn rất là cứng. Từ khoảng 2 tấc ngọn ở đây nè. Thì đầu ngọn nó dẻo mềm, nhưng mà từ đây cho xuống nó rất là cứng, nó to lắm nha anh em. Cây này á, độ cứng của nó nếu mà tính ra cần ISO thì cây này cứng nó cũng khoảng cứng số 7, số 8 á. Nếu mà cứng theo cứng ISO, cứng cái này cứng khoảng số 7, số 8 anh em à. Cây này dành cho anh em câu ISO biển nha. ISO biển không có đánh cá hành được, tại cái này nó cứng, đánh cá hành không được anh em ơi. Cá hành phải cần ngọn dịu, còn cái này nó cứng lắm nha. Cái này mã số 511, nặng 259 g, ngọn 1.4, góc 27.1.
511 giá 550, giảm cho anh em còn 450 thôi. 511 giá giảm cho anh em còn 450.000 thôi. Cái 512 là cần hay chi hai khúc hai đọt anh em. Chất liệu phíp nha, phíp đỏ nha anh em. Khoan bass Fuji nè. Cây này độ một đọt độ cứng 30, đọt độ cứng 50, dài 1m8. Một đọt độ cứng 30, đọt độ cứng 50, dài 1m8 nha. Cần nói chung rất là đẹp anh em à. Mới nha. Cần mới tinh nè. Rồi cây này mã cho anh em là 512 nha. Nặng của cần là 200g, ngọn 3.1 góc ngọn, ngọn 3.3. Góc 15.5. 512 này giá là 400, giảm còn 350 thôi. 512 giá 350 nha anh em, 350.000. Hai đọt. Muốn chơi đọt nào anh em chơi. Tới 513 nè. 513 này cây Romarin rò gót anh em. Dài 3.9 thôi. Cây này xếp lở nha, khoan bass Fuji. Dài 3.9. Chất liệu cần nó là carbon nha anh em. Chất liệu cần là carbon. Cần đẹp, mới. Cây còn đẹp khoảng 90%. Đẹp khoảng 90% thôi. Và cây này mã cho anh em là 513 nha. Nặng của nó 265g, ngọn 1.9, góc 20. 513 giá 500.000, giảm cho anh em còn 450 thôi. 513 giá 450 nha anh em, 450.000. Cái 514 này cây cần hay chi. Hay chi mà cái gốc nó dài hơn cái ngọn nè. Chất liệu cần ngọn nó bằng sợi tinh nhưng mà cán của nó là carbon anh em. Khoan Fuji, bass Fuji nè, cái ngọn của nó ngọn zin nha, nó ngắn lắm. Nó ngắn hơn cái gốc rất là nhiều, anh em thấy rõ nè. Đó cái ngọn ở đây. Khoan bass Fuji nha. Cây này dài là không thấy để ta. 2 4 6 8 10 13 14 15 16. Cây dài 1m8 nha anh em. Dài 1m8 nha. Cây nặng mã của nó 514 nè. Nặng 149g, ngọn 1.3, góc 9.8. 514 này bán cho anh em 400, giảm còn 200 thôi. Ở 1m7 nè, dài 1m7 thôi. Giảm còn 200 thôi, bán thanh lý cho anh em cây này. 514 giá 200. Tới 515 lại cần 4 khúc nè. 515 này cần 4 khúc nha. 4 khúc đây. Khoan của nó khoan Fuji, bass Fuji nè. Khoan Fuji, bass Fuji, chất liệu phíp đỏ nha anh em, phíp đỏ. Cần đẹp lắm. Dạ, nặng. Cây này dài của cần là 4m2 thôi. Dài của cần 4m2 thôi, cần rất là đẹp, ok anh em. Dài 4m2, độ cứng cái này tương đương là 30, 4m2 nha anh em. Cây này cứng tương đương 30, 4m2. Rồi. Cây này mã cho anh em là 515, nặng 714g, ngọn 3.4, góc 29. 515 này giá 308, giảm cho anh em còn 330 thôi. 515 giá 308, giảm cho anh em còn 330 thôi. Ok chưa? Rồi tới 516 rồi cán giọt anh em. Cây này thì nó bị mất đắp đít rồi, anh em lấy thì em sẽ thay đắp đít cho anh em nha. Cây này dài 6m3. 6m3 này là nó có khung giọt nè. Cây này không có khung giọt, khoảng 5m8 thôi. Đây nó mấy cái này thì xét rồi. Cái này để này bị rớt mất luôn rồi. Cái này giống như dạng cái móc để gắn làm cái quai nè. Làm cái quai đeo. Cái răng ốc, răng ốc 12 nha. Cái đó răng ốc 12. Chất liệu cán là carbon em à. Cán nói chung khá là ngon. Mấy cái cán này về anh em làm gì anh em cũng được anh em. Làm đủ thể loại mà. Muốn làm gì anh em làm. Rồi. Cái này mã cho anh em 516 nha. Nặng 665g, ngọn đầu của nó 13-15. 15 ly, góc 29. Đó, 516 này bán 500, giảm còn 400 thôi. Anh cái đít này thì anh em lấy thì em sẽ tháo ra em thay đít khác cho anh em nha. 516 này giá 400. Tới 517 nha mà. Cây này cây cần rút nha. Dài 3m9 thôi. Cây này xếp lở nha mà. Khoan bass Fuji. Hãng SZM nha. Hãng SZM mã 517. Khoan Fuji, bass Fuji. Đầu cứng cái này tương đương 25 thôi. Còn cái đánh theo cần rút. Rút cân C thì cây này nó cứng khoảng
50 27 39. Còn kính theo cần lục anh em, cần câu lục, cần súp thì cây cứng 25. Cây câu lua được nha anh em, lua được, lua lóc được đó. Cái này mã cho anh em là 577 nha. Nặng 256 g, ngọn 2 ly 2, gốc 21. Giá con này là 500.000, giảm còn 450 thôi. 517 giá 450 nha anh em, 450.000. Tới 518 này cây cần súp nè, súp con gặp nha. Khoan bát Fuji nha mà. Khoan bát Fuji nha, dài 4,5 m. Đây, ngoại hình thì chung hơi cũ nha. Cái này nói chung về anh em đánh lại. Em chưa, em không có đánh thì anh em về lấy cà na hay lấy gì đánh nó bóng lại. Nó sẽ bóng cần rồi nha. Ngọn cũng chày. Được cái nó bộ nguyên cái bộ khoan Fuji luôn em ạ. Bộ khoan Fuji nha. Chày. Rồi cái này mã cho anh em 518 nha. Nặng 605 g, ngọn 3 ly, góc 27,4 nha. 518 giá 300.000. 518 thì giá 300k nha anh em, 300.000 thôi. Tới 519 là cái cần hai khúc nè. Khoan Fuji, bát Fuji, chất liệu cần là carbon nha. Cây này đồ cứng, để đồ cứng này, action 3 nè. Đồ cứng này tương đương là khoảng 50-80 thôi. 50-80 nha anh em. Cây này dài là 1m8 thôi, hãng Anpatako, made in Korea nè mà. Đồ cứng 50-80. Cán này thì hơi dơ, chưa vệ sinh, hơi dơ anh em. Rồi, cái này mã cho anh em là 519 nha. Nặng 295 g, ngọn 2 đi 3, góc 14,5. 519 này giá 500, giảm cho anh em còn 400 thôi. 519 giá 500, giảm còn 400 nè. Đó, ai lụm. Rồi, tính là mã 520 nha anh em. 520 cái cần dây trong. Một cái cần dây trong khoan đây. Bát Fuji nha, bát Fuji. Đầu cứng 53,3 anh em ạ. Đầu cứng 53,3 nha. Chất liệu cần là carbon. Khoan Fuji, bát Fuji, đá nó đá xít anh em, đá xít nha. Cần đây. Cần chung khá là ngon, đẹp. Cái này anh em về lên khoan đánh ngon. Rồi cái này mã cho anh em 520 nha. Nặng 345 g, ngọn 3 ly 1, góc 23. Rồi, nãy có điện thoại anh em ơi. Ở cây này góc của nó 23,2 nè. Cây này mã 520 giá 400, giảm cho anh em còn 300 thôi. 520 giá 300 nha. Cái 521 anh em ơi. Cây này cây cần 3 khúc nha. 3 khúc chất liệu cần là carbon. Cán này thì hơi mất miếng cao su một chút, nhưng không sao, bình thường anh em. Khoan bát Fuji. Khoan bát Fuji, chất liệu cần rất là đẹp luôn. Cây độ cứng 53,3 nha anh em. Độ cứng 53,3. Chất liệu cần là carbon nha anh em. Chất liệu cần nó là carbon. Cây này hãng Olympic anh em ạ. Nghề nói chung nó bị chóc cái chóc lớp đề can, cái tem, cái tem thôi anh em, chóc cái tem thôi, còn cần nói chung khá là ok nha. Rồi cây này mã cho anh em là 521 nè. Nặng của nó 352 g, ngọn 2 ly 7, góc 15,9. 521 giá 800, giảm cho anh em còn 750 thôi. 521 giá 750 nha anh em, 750.000. Rồi tới 522 thì cần Akada anh em mà, hãng Shimano nha. Khoan bát Fuji, dài 1m95 thôi. Dài 1m95 anh em ạ. Đây. Dài 1m95 thôi. Chất liệu cần của nó là carbon nha anh em, ngọn tháp sợi thủy tinh. Cần nói chung rất là đẹp anh em ạ. Akada thì anh em biết rồi, câu cá cháp, cá hành, cá giò, cá nâu nha. Ngọn ngon lắm. Cây này nói chung là Shimano này ngon, mấy cây này sáng ít rất đẹp anh em. Cây này mã số 522 nè. Nặng 109 g, ngọn 1 ly 2, góc 14. 522 này bán cho anh em 1 triệu nha. Giảm còn 900 thôi. 522 giá 900.000 anh em ạ. 522 giá 900k nha. Còn tới 523 anh em ơi. 523 đây. Cây này cây khoan bát Fuji. Cây này ISO khoan nhỏ nha. Cây này độ cứng 1,4m3 thôi. Cây này nó mất khoan ngọn anh em ơi. Mất khoan ngọn.
Cây này anh em về xả tay nha. Cây này nếu mà xả tay cứng nó tầm khoảng 3 h 3 h rưỡi, cứng khoảng 3 h 3 h rưỡi anh em. Cần rất là đẹp nha, mới. Độ cứng 1 4,3 m. Độ cứng 1 4,3 m anh em à. Cần đẹp lắm nha. Cây này anh em về xả tay ngon. Cây này mã số 523 nè. Nặng 178 g, ngọn 0.8 ly, gốc 17. Năm mã 523 em bán 400. Nhưng mà thôi cây này em bán cho anh em 300 thôi. 523 này bán cho anh em 300.000 thôi. 300 nha. Tới 524 này cần hai khúc đánh biển anh em. Cây này hãng sơm ít nha anh em. Chất liệu nó phíp phíp pha. Phíp pha carbon nha, tỷ lệ carbon cái này chắc cũng khoảng 20-30% carbon thôi. Bát buji, khoang buji. Độ cứng 122 m4 nha, ngoại hình có chày. Độ cứng 122 m4. Đây. Khoang nó rất là to nè, khoang này nói chung rất là dày. Câu biển nha, câu biển. Cái này anh em câu biển, câu sông, câu hồ, câu cá tra ngon em. Rồi cái này mã cho anh em là 524 nha. Nặng 429 g, ngọn 4 ly rưỡi, gốc 18. 524 này bán 600, giảm cho anh em còn 500 thôi. Rồi, cái này giảm tiếp luôn đi. Bán thanh lý sập sàn cho anh em luôn, 400 ngàn. Đó, giá này là lỗ luôn, bán thanh lý cho anh em luôn. Nói chung cây này em bán thanh lý cho anh em luôn nha. 524 này bán cho em 400 thôi, 400k thôi. Tới 525 này cây cần carbon cho anh em. Khoan bát Fuji hãng Ryobi. Chất liệu carbon nha. Dài 3 mét anh em à. Dài 3 mét nha. Chất liệu cần là carbon. Độ cứng cái này tương đương là 30 thôi. Cứng 30, dài 3 mét anh em à. Ngọn dịu nha, ngọn mềm. Cây này ngọn mềm. Đây. Cần chung khá ngon. Rồi cây này mã cho anh em 525 nha. Nặng 249 g, ngọn 2 ly 1, gốc 11,6. 525 này bán cho anh em 800, giảm cho anh em còn 750 thôi. 525 này bán cho anh em 750 ngàn. Rồi tới 526 thì cần hai khúc à. Chất liệu cần là carbon nha anh em. Khoan bát Fuji. Khoan bát Fuji nha. Độ cứng 82 m4 thôi. Cây độ cứng 82 m4 nha. Cần đẹp, mới. Nói chung còn đẹp khoảng 80%. Cây này dành cho anh em câu sông, câu hồ. Câu sông, câu hồ, câu biển được luôn nha anh em. Cận chung khá ngon. Rồi cây này mã số cho anh em 526 nha. Nặng 336 g, ngọn 3 ly 8, góc 16,7. 526 này bán 800, giảm còn 750 thôi. 526 này bán cho anh em 750 nha. Rồi tới 527 này cây cần hai khúc nè. Cây cần Daiwa nha, khoan bát Fuji, chất liệu cần là carbon. Hay à, khoan bát Fuji nha. Chất liệu cần nó là carbon em à. Dài 2 m4. Cần đẹp lắm, dài 2 m4 anh em. Độ cứng cây này tương đương là 50 thôi. 52 m4 nha. Cây này dành cho anh em câu câu lăng xê á, câu sông câu hồ ok, câu biển thì nói chung câu vẫn được nhưng mà câu mấy cái gì như câu mực cũng ngon nè. Đó. Rồi, cây này thì ngoại hình nói chung rất ngon anh em, đẹp nha. Cây này mã 527. Nặng của nó là 256 g, ngọn 2 ly 4, góc 18,4. 527 này bán cho anh em dây cây bán đầu là 950. Giờ giảm cho anh em còn 850 thôi. 527 giá 850 ngàn anh em. Rồi, anh em mà lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi em cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.